trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học là hướng đi mới phù hợp với xu hướng phát triển đang được nông dân thành phố Sông Công thực hiện. Mới đây, Thường trực Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã đi thăm mô hình trồng dưa vân lưới ứng dụng công nghệ cao tại Tổ hợp tác sản xuất rau hoa quả công nghệ cao Hà Thắng tại phường Cái Đan. Với diện tích trên 3.000m2, đầu năm 2024, anh Hà Thắng đã mạnh dạn đầu tư trên 400 triệu đồng để làm hơn 3.000m2 nhà màng trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao. Với giống dưa Achiba Nhật Bản và giống dưa Bạch Ngọc, trong vụ đầu tiên, anh đã cùng các thành viên trong tổ hợp tác trồng thử nghiệm 7.500 gốc dưa. Sau 70 ngày chăm sóc, theo đúng kỹ thuật, lứa dưa đầu tiên đã cho thu hoạch gần 2 tấn quả, với giá bán trung bình từ 35 đến 40.000 đồng một kg, sau khi trừ mọi chi phí cũng cho thu lãi gần 50 triệu đồng một vụ anh thắng chia sẻ trồng dưa lưới theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu tương đối cao người trồng phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn hạt giống trồng cây chăm sóc theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển của cây cho đến lúc thu hoạch sản phẩm những ưu điểm vượt trội giúp chắn mưa, nắng, ngăn côn trùng xâm nhập, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà chỉ sử dụng phân bón hữu cơ sinh học nên sản phẩm luôn đạt độ an toàn sạch, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Từ thành công này, trong thời gian tới, tổ hợp tác sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích nhà màng nhà lưới thêm 3.000m2 nữa và phấn đấu xây dựng sản phẩm dưa lưới đạt sản phẩm ô cốp địa phương trong năm 2025.